đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Mai Phương ra đi 2 tuần, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vẫn nhớ thương vô hạn. Diễn viên Mai Phương đã ra đi được 2 tuần, nghệ sĩ Hồng Vân vẫn luôn tiếc thương và hy vọng khán giả đừng quên tên tuổi đàn em. Diễn viên Mai Phương qua đời hôm 28 tháng 3 sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Sinh thời, nữ diễn viên tài năng có tính cách mạnh mẽ, lối sống tình cảm, nhận được sự yêu mến đông đảo từ công chúng và đồng nghiệp. Khi đột ngột ra đi ở tuổi 35, Mai Phương để lại nhiều tiếc nuối. Đã nửa tháng sự việc đau buồn xảy ra, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vẫn không nguôi ngoai được. Cô đăng bài tưởng nhớ người quá cố. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân bày tỏ nhớ sân khấu khủng khiếp, nhớ mấy đứa diễn viên, mấy đứa học trò, nhớ từng bàn âm thanh, anh ánh sáng, bé phục trang, từng ngóc ngách của sân khấu và nhớ nhất là bàn thờ tổ nghiệp, nhớ cảm giác được đứng trước người, thắp nhang khấn vái trước khi bước ra biểu diễn. Con xin hứa sẽ tổ chức một đêm nghệ thuật thật vui, thật ấm cúng như năm 2016 này để dân tổ và tri ân khán giả, nhớ năm đó còn có cả anh Vũ và Mai Phương. Được biết, gia đình nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân có mối quan hệ thân thiết và coi anh Vũ Mai Phương như người em ruột của mình. Nghe tin diễn viên anh Đủ qua đời, vợ chồng Hồng Vân bàng hoàng như mất đi người thân. Còn đám tang Mai Phương, Hồng Vân đau xót gửi lời chia buồn từ phương xa vì không đến dự được. Diễn viên Thiên Thần Áo Trắng cũng là học trò cưng của Hồng Vân. Cách đây không lâu, Hồng Vân cũng đăng tải bài viết tiết lộ chuyện Mai Phương báo mộng không vào được nhà. Ngay sau đó, nữ diễn viên lại tiếp tục đăng đàn trên Facebook cho khẳng định rằng câu chuyện mình kể hoàn toàn là sự thật. Cô còn khiến mọi người hoảng hốt hơn nữa khi tiết lộ thêm giấc mơ về nghệ sĩ anh Vũ trước đó. Nghệ sĩ Hồng Vân viết, Vũ nói, chị ơi, em sắp gặp Mai Phương và còn một người nữa nhưng Vân giấu tên vì người đó Vân và Vũ đều biết. Thực sự bữa đó Vân sợ muốn xỉu. Có những điều không thể lý giải được mọi người ạ. Như vậy, ngoài việc báo mộng sẽ đi cùng Mai Phương, nghệ sĩ anh Vũ còn muốn đi cùng một người nữa. Nhưng hiện tại Hồng Vân chưa muốn nói ra danh tính người này. Theo như chia sẻ thì người này quen biết với cả Hồng Vân và anh Vũ, nên không ít người đoán già đoán non rằng người đó có thể thuộc giới nghệ sĩ. Chính vì giấc mơ này mà nghệ sĩ Hồng Vân hết sức lo lắng, thậm chí nghĩ tới là muốn xỉu, cô cũng không biết lý giải mọi chuyện như thế nào. Nghệ sĩ kể chuyện được Mai Phương báo mộng, Hồng Vân lo lắng khán giả sẽ quên anh Vũ và Mai Phương. Dưới bài đăng của nghệ sĩ Hồng Vân, MC Đại Nghĩa, diễn viên Lưu Hoàng Gia Bảo cũng bày tỏ nhớ thương Mai Phương, hàng loạt khán giả cảm kích trước bài đăng của nghệ sĩ đối với đàn em. Tình cảm mến thương của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân dành cho đàn em khiến khán giả xúc động, cũng như nhiều bạn bè thân thiết, nữ nghệ sĩ hy vọng rằng Mai Phương luôn ở trong trái tim của người hâm mộ. Nhân vật trả 120 triệu cho chiếc váy của Mai Phương để ủng hộ bé Lavi rút lại quyết định vào phút cuối. Nhà thiết kế Đức Vinci vừa thông báo về việc nhà hảo tâm từng trả chiếc váy Mai Phương từng mặc với giá 120 triệu để ủng hộ bé Lavi đã rút lại quyết định vào phút cuối. Cách đây ít ngày, nhà thiết kế Đức Vinci là người đã mở phiên bán đấu giá trực tuyến chiếc đầm do anh thiết kế để gây quỹ cho con gái Mai Phương. Đức Vinci chia sẻ về mục đích cao cả, Mai Phương qua đời để lại con gái Lavi. Mong ước lớn nhất của Phương là muốn con gái được sống bình an, phát triển một cách toàn diện. Khi biết được tâm nguyện của Phương, Đức đã quyết định tổ chức đấu giá chiếc váy của Mai Phương từng mặc để gây quỹ, mở tài khoản cho bé Lavi. Chính Phương từng cho biết em ấy rất yêu thích chiếc váy này, Đức cũng dành nhiều tâm huyết thực hiện trong vòng 30 ngày. Vì vậy, Đức nghĩ việc làm của mình vô cùng ý nghĩa và trên hết là giúp đỡ được bé Lavi. Ban đầu, Đức dự định sẽ tổ chức một chương trình âm nhạc để kêu gọi đấu giá, với mong muốn chiếc váy được trả với giá cao nhất có thể. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên Đức và các cộng sự quyết định bán đấu giá online. Có những lúc, mẫu váy được trả tới 120 triệu đồng, tuy nhiên vào phút chót, các nhà hảo tâm đã gửi xin lỗi cho Đức Vinci vì không thể giữ đúng lời hứa với anh. Trên trang cá nhân, nhà thiết kế tài năng viết, Đức bắt đầu đấu giá công khai trên Facebook từ ngày 1 tháng 4 và nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ mọi người trong và ngoài nước, từ 12 triệu đến 35 triệu, rồi 110 triệu và sau đó là 120 triệu được trả cho chiếc váy. Người đưa ra giá 120 triệu đặt cọc cho Đức 12 triệu đồng. Tuy nhiên, hôm nay bạn đã nhắn tin cho Đức và báo hủy vì lý do cá nhân. Bạn đã gửi lời xin lỗi và nhắn Đức gửi 12 triệu đặt cọc vào quỹ của Ốc Thanh Vân để giúp đỡ cho bé Lavi. Các bạn đấu giá trước đó cũng báo hủy. Người trả giá 120 triệu cho chiếc váy Mai Phương từng mặc làm vedette báo hủy và dành 12 triệu tiền cọc ủng hộ bé Lavi. Chiếc váy Mai Phương từng mặc tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Nụ cười rạng rỡ của Mai Phương trên sàn diễn khiến nhiều người vô cùng xúc động. Việc chiếc váy không tìm được chủ nhân, dù nhiều người tiếc nuối, nhưng đây cũng là một cơ may để nhà thiết kế nảy ra ý tưởng giữ lại nó làm kỷ niệm cho Lavi, mặc khi cô bé lớn lên.
Thay vào đó, với việc kêu gọi trên trang cá nhân, Đức Vinci còn kêu gọi được nhiều tấm lòng hảo tâm quyên góp 60 triệu đồng cho bé Lavi. Mới đây, MC Ốc Thanh Vân vừa thay mặt con gái của diễn viên Mai Phương nhận số tiền này. Theo nhiều khán giả, điều này còn có ý nghĩa hơn mục đích ban đầu của phiên đấu giá. Gia Bảo xúc động kể lại kỷ niệm đi diễn và dòng tin nhắn của Mai Phương trước khi mất, kiếp sau có duyên gặp lại. Dòng chia sẻ của diễn viên Gia Bảo khiến nhiều người vô cùng xúc động khi nhìn lại hình ảnh vai diễn xấu nhố Mai Phương từng được khán giả yêu mến. Mới đây, thông qua Facebook cá nhân, diễn viên Gia Bảo đã khiến nhiều người không khỏi xúc động khi chia sẻ lại những hình ảnh ngày xưa, thuở mới đi diễn cùng Mai Phương, anh viết. Đi yên lòng rồi nha bà bạn, tôi nghĩ tấm hình đầu tiên sẽ là tấm hình bà thích nhất. Tiễn bà nha Mai Phương, kiếp sau có duyên gặp lại nha. Từng rất thân với nhau hơn mười mấy năm trước, nhớ mãi những kỷ niệm của chúng ta. Sau này tôi ăn mì Hàn Quốc sẽ luôn nhớ đến bà, thương lắm bà Mai Phương lùng tịch. Trong đó đáng chú ý nhất là bức ảnh Mai Phương cùng Phùng Ngọc Huy và bé Lavi trong ngày sinh nhật của cô. Đây là hình ảnh hiếm hoi về gia đình nhỏ của họ. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nở nụ cười rạng rỡ bên nhau khiến công chúng không khỏi xúc động. Bên cạnh đó, Gia Bảo cũng chia sẻ những hình ảnh thổi còn đi diễn cùng Mai Phương và tin nhắn của cả hai trong những ngày cô bị bệnh. Trước đó, diễn viên Gia Bảo từng chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người tin vào tâm linh, phải nổi gai ốc. Cụ thể, khi di chuyển quan tài vào trong, di ảnh của Mai Phương đang được đặt ngay ngắn bỗng dưng rơi xuống đất. Gia Bảo đã vội cầm lên lau chùi sạch sẽ rồi để vào vị trí cũ. Anh và nhiều người đã không cầm được nước mắt trước cảnh tượng này. Những bình luận sau đó của nam diễn viên với đồng nghiệp cũng tiết lộ bí mật khiến khán giả rùng mình. Em cảm nhận có gì đó Phương muốn. Đồng nghiệp Mai Phương chia sẻ, đúng vậy, đêm qua anh về có điều kỳ lạ ngay nhà anh. Gia Bảo tiếp lời, dù không kể cụ thể điều gì xảy ra, nhưng nhiều người vẫn nổi gai ốc nếu Mai Phương thật sự linh thiêng như vậy. Gia Bảo và đồng nghiệp của Mai Phương kể câu chuyện tâm linh trước ngày Mai Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Di ảnh Mai Phương được Gia Bảo cầm lên sau khi bất ngờ rơi xuống đất trong lễ di quan. Dàn sau việc chúc mừng Phùng Ngọc Huy giành được quyền nuôi con. Sau thời gian dài lo lắng là Vi sẽ nương tựa vào ai khi mẹ mất, cuối cùng Phùng Ngọc Huy đã xác nhận cha con đoàn tụ, dàn sau việc cũng mở cờ trong lòng. Sau thời gian đau đớn chuyện bé Lavi, con gái của diễn viên Mai Phương sẽ nương tựa vào ai sau khi mẹ mất, cuối cùng đã nhận được tin mừng khiến ai cũng thở phào. Mới đây Phùng Ngọc Huy đã chính thức lên tiếng, nhận được quyền nuôi con để Lavi có thể có được tình thương trọn vẹn từ người cha. Thông tin vừa cập nhật, đông đảo nghệ sĩ lên tiếng chúc mừng Phùng Ngọc Huy, như siêu mẫu Xuân Lan, Lê Giang, Huỳnh Lập, Tiến Luật, ca sĩ Nguyên Vũ, Bảo Như, Gia Bảo, Ốc Thanh Vân. Ốc Thanh Vân, hàng loạt nghệ sĩ Việt lòng vui như mở cờ, trong đó có thể thấy được phản ứng vui mừng khôn xiết không cầm được nước mắt của người chị em thân thiết với cố nghệ sĩ Ốc Thanh Vân. Có thể nói Ốc chính là người hiểu và ở bên Mai Phương lâu nhất từ khi cố nghệ sĩ chống chọi với bệnh tật. Chính vì thế, ngay khi hay tin Lavi được đoàn tụ với cha trong một ngày không xa, khiến cho bà mẹ ba con cũng phải thốt lên cảm tạ tất cả. Điều này khiến cho người hâm mộ thấu hiểu rằng việc Phùng Ngọc Huy giành được quyền nuôi con chính là di nguyện của cố diễn viên. Tin vui từ ba bé Lavi, Phùng Ngọc Huy, em an lòng em nhé, Phan Thị Mai Phương. Cả nhà đọc cho yên tâm nha, ai cũng mong chờ điều tốt lành này, cay mắt vì xúc động, xin cảm tạ tất cả. Dòng chia sẻ của Ốc Thanh Vân. Bên cạnh đó cũng có hàng loạt nghệ sĩ lên tiếng chúc mừng. Không chỉ có những bình luận vui mừng Phùng Ngọc Huy mà nhiều người cho rằng điều này cũng chính là ước nguyện của cố nghệ sĩ Mai Phương sau khi qua đời. Đi yên lòng rồi nha bà bạn, tôi nghĩ tấm hình đầu tiên sẽ là tấm ảnh bà thích nhất. Tiễn bà nha Mai Phương, kiếp sau có duyên gặp lại nha, từng rất thân với nhau hơn mười mấy năm trước, nhớ mãi những kỷ niệm của chúng ta. Sau này tôi ăn mì Hàn Quốc sẽ luôn nhớ đến bà, thương lắm bà Mai Phương lùng tịch. Diễn viên Gia Bảo. Tiến Luật, con về với cha quá chuẩn rồi. Nghệ sĩ hài Tiến Luật cũng đăng tải trên trang cá nhân như một lời đồng tình và chúc mừng Phùng Ngọc Huy. Lê Giang, siêu mẫu Xuân Lan cùng Lâm Khánh Di cũng gửi lời động viên chúc mừng. Hài Thúy Nga chúc mừng em trai, giờ chỉ mong ngày bé Lavi qua Mỹ để hai cha con được bên nhau. Ba Huy chăm sóc cho con gái, đấy là lúc linh hồn của Mai Phương mãn nguyện siêu thoát về cõi trời. Đỗ Mạnh Cường chúc mừng em và Lavi, Mai Phương sẽ phù hộ cho hai bố con. Theo Phùng Ngọc Huy, anh cho rằng ở thời điểm hiện tại Lavi chính là điều quan trọng nhất đối với mình, vì thế nam ca sĩ sẽ cố gắng làm mọi cách để nhanh chóng đoàn tụ với Lavi.
Trong phần chia sẻ, bạn trai cũ của Mai Phương cảm ơn tất cả mọi người, những người luôn giúp đỡ Mai Phương và con gái bé nhỏ của anh, đồng thời khẳng định anh có đủ khả năng để chăm sóc cho con, nên kêu gọi mọi người ngừng quyên góp. Với số tiền 250 triệu được Trấn Thành quyên góp trước đó, anh sẽ không giữ. Mà thay vào đó đưa cho Úc Thanh Vân mang đi mổ quỹ để La Vi 18 tuổi sẽ toàn quyền quyết định. Trấn Thành quả là ông chồng nhỏ nhất Phi Bích, hết suýt bị Harry Won đuổi khỏi nhà, nay ngậm ngùi mất vợ vì Trust Day. Trong những ngày nghỉ dịch tại gia, vợ chồng Trấn Thành liên tục đăng đàn vạch mặt tốn nhau chan chát, khiến dân tình không nhịn được cười. Để thực hiện nghiêm lệnh cách ly xã hội, nhiều sao Phi Bích đã tuyên phong tự giác ở nhà để truyền thông điệp tích cực cho cộng đồng. Cũng nhân dịp hiếm hoi cùng nhau nghỉ ngơi, nhiều chuyện dở khóc dở cười của sao Việt cũng khiến dân tình cười ngất vì quá đáng yêu. Tiêu biểu chắc phải kể đến nhật ký cách ly lầy lội của vợ chồng Trấn Thành và Harry. Cách đây một hôm, Harry Won đã đăng đàn lên mạng xã hội muốn đuổi chồng vì sợ mập và bị tra tấn khi ông xã hát karaoke 10 bài liên tục, thì mới đây Trấn Thành đã phải ngậm ngùi thông báo chính thức mất vợ. Cụ thể, nam MC chia sẻ khoảnh khắc Harry Won tay trong tay với chú mèo cưng vô cùng tình tứ mà quên mất luôn sự hiện diện của ông xã. Chính thức mất vợ, nó tràn lên giường, nó ngủ chỗ tôi luôn và con vợ tôi cho phép, Trấn Thành hài hước chia sẻ. Dưới phần bình luận, dân tình thi nhau chơi Trấn Thành vì không chỉ kiểu kiếp con sen mà nay còn để vợ rơi vào tay con mèo như thế này đây, tức không muốn nói. Trấn Thành ngậm ngùi thông báo chính thức mất vợ vì bị mèo cưng chiếm chỗ. Dân tình thi nhau chơi Trấn Thành vì để vợ rơi vào tay con mèo. Dù từng bị Harry Won cạo sạch lông, tuy nhiên hai bé mèo nhà Trấn Thành rất mến mẹ. Trước đó Harry Won cũng từng giận tím người vì bị mèo giành mất Trấn Thành đây này. Do chưa vội có con, vợ chồng Trấn Thành Harry dành nhiều thời gian để tập sự làm bố mẹ của dàn nhóc tì này. Vợ chồng lầy lội và đáng yêu nhất Phi Bích đích thị là anh chị.